Các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một chú thỏ đang cầm trên tay một củ cà rốt rất là to này. Mình tô với mình nhé. Cà rốt này. Tô màu cam. Thank you.
thôi. Vậy là chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Một chú thỏ đang cầm trên tay củ cà rốt này. Các bạn có đang quan tâm những chủ đề nào thì hãy comment ở phía dưới, mình sẽ xin thầm hướng dẫn các bạn tô tiếp nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu số tiếp theo.